Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 1226, Thế giới này. Đột nhiên, trong Tự Châu Thành, có những tiếng kêu đau đớn, nhiều đệ tử trẻ chưa đạt cấp chúa tể ôm đầu rên rỉ đau đớn, ngã xuống đất liên tục giãy giụa, sinh mệnh đang nhanh chóng dập tắt, ngay cả khi có tín hiệu tồn tại, vẫn không thể chịu đựng được phản ứng dây chuyền gây ra bởi sự sụp đổ của thiên địa. Tự Huyền Mệnh sắc mặt lạnh lùng, hắn đứng ở trên cùng của Tự Châu Thành, thân hình vĩ đại, khống chế toàn bộ tín ngưỡng thế giới, hắn giơ tay lên, từ vô số bộ lạc thế tục hội tụ tín ngưỡng chi lực rơi vào Tự Châu Thành, Hà Hoàng tượng kim tựa như sống lại, ánh sáng rực rỡ chiếu vào toàn bộ Tự Châu Thành, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của những đệ tử trẻ đau đớn dãy dụa giảm đi rất nhiều, một số đệ tử gần như đã chết cũng mở mắt ra, nhìn bầu trời vàng bao phủ bầu trời. Có một cảm giác không đúng sự thật, được bao phủ bởi tín ngưỡng chi lực vô tận, thực lực của bọn hắn cũng tăng vọt ngay lập tức, gần như cùng một lúc, tất cả đều bước vào lớp chúa tể. Hồ nháo, những tín ngưỡng chi lực này là nền tảng để định hình lại hoang vu chi địa, làm sao có thể được sử dụng tùy ý. Sâu trong Thanh Minh Đài, có tiếng quát lạnh của Hy Vu khiến không ít hoang vu ở Thanh Minh Đài sừng sốt, đây là âm thanh của Hy Vu, thế nhưng vẫn còn sống sót. Thanh Minh Đài sâu trong, sắc mặt Hy Vu rất u ám, trước đây Tự Huyền Mệnh muốn bảo hộ Bắc Hoang vạn tộc, không để bất kỳ bộ lạc thế tộc nào chịu ảnh hưởng của kỷ nguyên đại kiếp, bị hắn quát tháo, lúc này mới khiến Tự Huyền Mệnh quyết tâm từ bỏ Bắc Hoang, toàn lực bảo hộ Tự Châu Thành cùng Sùng Ngô Sơn, có thể hiện nay lại vì mấy đệ tử, lại sử dụng tín ngưỡng chi lực mà vạn tộc hội tụ. Ta là người đứng đầu hoang vu chi địa, từ bỏ Bắc Hoang vạn tộc đã là tội lỗi của ta. Và nếu đệ tử bên trong Tự Châu Thành chết, ta sẽ không tha thứ cho chính mình, hơn nữa, Bắc Hoang, trong giới tín ngưỡng, là ta quyết định, thần quan chí tôn cũng không thể tính toán ở đây. Tự Huyền Mệnh lạnh lùng mở miệng, âm thanh vang vọng bên tai Hy Vu, nói, hắn cơ thể khẽ động, nhiều tín ngưỡng chi lực hóa ra, rơi vào Tự Châu Thành cùng Sùng Ngô Sơn, hóa giải thâm nhập vào trong đó khí tức mục nát, tất cả đã bị hư mất. Ngọc Tiên Tử có chút không đành lòng, cúi đầu đi xem nữa. Lại càng là sợ hãi lực lượng không rõ này. Hoàng nữ có vẻ mặt hơi ngưng trọng, nàng tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của thánh đồ, cũng thấy sự sụp đổ của vô tận thiên vực, ngoại trừ một cây đại hoàng cổ mộc sừng sững trong đống đổ nát vực sâu, hắn của nó không thể nhìn thấy. Rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Đế Hồng cau mày, vũ trụ trong thế giới mới cũng bắt đầu có xu hướng tan vỡ, trái tim bình tĩnh của hắn lần đầu tiên xuất hiện sóng gió, ánh mắt mơ hồ nặng nề, chí tôn trong thần quan. Đây là để hấp thụ tất cả các lực lượng giữa thiên địa để tái tạo bọn hắn một lần. Chúng ta sẽ đi. Đợi mấy cô nàng đi vào trong cơ thể đại thế giới, Tiêu Viêm lông mày lạnh lùng, đi về phía trước, phía sau, Cơ Bác Uyên cùng Dương Thịnh Kinh cùng đi tới, ba người cùng nhau rời khỏi thế giới mới. Chứng kiến ba người rời đi, Đế Hồng sắc mặt nghiêm trọng, ba người này đại biểu cho tương lai cùng hiện tại, giờ phút này hợp lực muốn cùng nhau chống lại quá khứ. Thánh đồ, dưới hư không tan vỡ nặng nề, một tia tử khí lặng lẽ lưu thông, giống như một ánh sáng thần thánh của vĩnh hằng, đột nhiên thay đổi, sắc nét lộ ra, trong thiên địa tan vỡ để mở ra một vực sâu vững chắc. Trong bóng tối vô tận, chỉ có không gian như vực sâu này tỏa sáng rực rỡ, không khí tím, rực rỡ. Một bóng dáng xuất hiện ở dưới vực sâu, chính là Thánh Nguyên Tử dáng vẻ Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chắp tay mà đứng. Lạnh nhạt nhìn thiên địa tan vỡ không còn, mà trong vực sâu, trong tử khí mông lung, bóng dáng của Hồng Mông Đại Tôn mơ hồ có thể thấy được. Thánh Nguyên Tử nhìn ra xa, ở dưới thánh đồ bị phá vỡ, một tia sáng tuyệt vời nở rộ, giống như một cuộc đối đầu với bóng tối vô tận, rực rỡ hơn so với ánh sáng tím này. Thái Sơ Chí Tôn, Thánh Nguyên Tử tự nhủ, bạo lực không gian phong bạo quét qua, hắn có chút không thấy rõ bóng dáng phương xa. Là hắn. Hồng Mông Đại Tôn nhẹ nhàng gật đầu, giống như phát ra một tiếng cười khẽ, xem ra hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Ta bảo vệ chúng sinh, giáo hóa vạn dân, văn minh chi hỏa sinh sôi nắng, ta cũng là người sống sót sau khi tan vỡ, tất cả đều đến đây, ta bảo vệ các ngươi vượt qua kiếp nạn kỷ nguyên. Âm thanh của Thái Sơ Chí Tôn, cuộn ra ngoài, vang vọng ở mọi ngóc ngách của giới ngoại chi thiên. Đây là ý gì? Vừa bước ra khỏi thế giới mới nghe thấy tiếng Thái Sơ Chí Tôn. Dương Thịnh Kinh hơi sửng sốt, không rõ lý do. Tiêu Viêm ánh mắt nhấp nháy, hơi trầm ngâm, muốn đến giờ phút này vẫn còn tồn tại thiên nguyên cảnh tối cao, hắn không nói một lời, giữa hai cái này, dường như có liên quan gì.
giọng nói của Thái Sơ Chí Tôn vang lên rõ ràng trong tai mỗi người, ngay lập tức, Đại Tôn đang vật lộn với sự tan vỡ của kỷ nguyên của Thánh Đồ, tại thời điểm này như thể nhìn thấy ánh sáng vô hạn, tất cả đều hướng về phía các thế giới bên cạnh của Thánh Đồ, bao gồm cả Nguyễn Long, Minh Tôn và những người khác. Bọn hắn tại Thánh Đồ trong một thời gian dài không muốn rời đi, để tìm kiếm một cơ hội để đột phá một lần nữa, nhưng cơ hội chờ đợi cay đắng đã không đến, chờ đợi là xa hơn bọn hắn tưởng tượng kỷ nguyên đại kiếp. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ thậm chí còn tồi tệ hơn, toàn bộ hư không của giới ngoại chi thiên đang run rẩy, Bắc Hoang trực tiếp sụp đổ, bị sụp đổ hư không, vô tận hư không vực sâu méo mó, giống như thâm nhập vào minh thổ dưới cửu u. Toàn bộ hoang vu chi địa, tại thời điểm này chỉ còn lại Tín Ngưỡng và Quy Linh Nguyên, tự sinh nguyên đứng trên Quy Linh Nguyên, khổ sở áp dụng thế giới dưới vực sâu, không để cho lực lượng vô hình phá vỡ những phong ấn này, phía sau hắn, một thân hình khổng lồ mở ra, khí thế của Đại Tôn bộc phát đã đến cực hạn, Tín Ngưỡng chi lực lưu chuyển trên thân thể hắn, khiến bất kỳ lực lượng nào không thể lao vào dưới vực sâu. Kỷ nguyên đại kiếp lần này, tại sao lại đến nhanh như vậy, hung dữ như vậy? Trong thánh đồ tan vỡ, một đám đại tôn chạy về phía rìa của thánh đồ, bọn hắn đã từng trải qua kỷ nguyên đại kiếp, nhưng mức độ vỡ rách này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, một vài đại tôn nhìn nhau, khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện một biểu hiện khủng khiếp, trong cơn bạo lực hưng phong, bọn hắn thậm chí đã cảm thấy đến ý chí đại tôn dao động, giờ phút này đã không còn ý chí chiến đấu, khí huyết như đang cháy lên, có dấu hiệu cạn kiệt suy tàn. Rìa thánh đồ, một bên ánh sáng lấp lánh. Mở ra một thế giới mới, một bóng dáng đứng trên ánh sáng, bóng tối bắt đầu, nhưng chậm chạp không thể ăn mòn về phía này, vực sâu nhấp nhô, giống như có tiếng gầm gừ khàn khàn truyền ra, phá vỡ tất cả các lực lượng vô hình, nhưng bất lực trước khi ánh sáng này. Chương 1227, những nỗ lực cuối cùng. Thần quan rung động, có đôi mắt sắc bén vô hình di chuyển ra khỏi hướng của hoang vu chi địa, ném về phía nơi ánh sáng này, lực lượng cuồng bạo hơn đổ ra, đối mặt với một tia rực rỡ. Nhưng không thể lay chuyển một chút. Trong không gian lượn lờ của tử khí, Thánh Nguyên Tử nhìn từ lâu, âm thầm trầm trồ thán phục trong nội tâm, thật sự là đáng sợ, lại dùng thái độ khiêu khích thần quan Chí Tôn, hành động này, không thể nghi ngờ là thu hút ánh mắt thù hận trong thần quan. Lần này, các Chí Tôn có thể ghét tổ tiên chết. Đằng sau, tiếng cười của Hồng Mông vang lên, thản nhiên nói. Hắn bảo vệ nhất thời, làm sao có thể bảo vệ được một đời. Thánh Nguyên Tử thì thầm. Ánh mắt chuyển sang trung ương của Thánh Đồ, thần đình vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ lực lượng của kỷ nguyên, nên được tồn tại trong thiên hà nguyên linh, những lực lượng, nên không thua kém một vài vị đại tôn. Rất nhiều lần, thắng bại nằm trong khoảng một ly, nhân tổ cũng đang nỗ lực cuối cùng. Giọng điệu của Hồng Mông trở nên hơi nặng nề, chỉ dựa vào lực lượng trong thần quan, để cho một vài vị trí tôn hoàn toàn khôi phục đình phong là không đủ, cắt đứt liên kết giữa thần quan và những đại tôn này. Cũng có thể làm cho lực lượng của Chí Tôn giảm một điểm, về phần sau này sẽ như thế nào, không ai biết. Giao tương lai của kỷ nguyên cho hai hài tử đó, thật sự có thể dựa vào. Thánh Nguyên Tử lông mày trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là sự lựa chọn của Đại Chí Tôn. Hồng Mông bước ra khỏi không khí tím lầy lội và đột nhiên chế nhạo và chế giật. Đến lúc đó, nếu Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt này, tức giận, khó có thể đảm bảo sẽ không xuất thủ với ngươi. Nghe vậy, Thánh Nguyên Tử vô thức sờ sờ mặt Vu Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chậm rãi lắc đầu, nếu có thể vượt qua tầng kiếp nạn này, lão phu tự nguyện tiêu tán ý chí, đổi lấy người này tái sinh. Rạng rỡ, trong bóng tối giống như hỏa diễm trong ánh sáng, hỏa diễm này ngày càng rực rỡ, tỏa sáng vô hạn, không hề rơi vào thế hạ phong trong những va chạm tối tăm. Nơi ánh sáng nở rộ, lực lượng vô hình liên tục bị đánh tan, làm cho một khoảng trống, một số bóng dáng như sấm sét bạo phát đến. Hòa Thân Thành, Ngao Long, Minh Tôn, Tân Ông và những người khác đều ở đây, bọn hắn chờ đợi trong thánh đồ một thời gian dài, muốn thừa dịp kỷ nguyên đại kiếp Chí Tôn hiện đang suy yếu, có thể chờ đợi là để đại tôn sợ hãi, bọn hắn đã vượt qua một hoặc thậm chí nhiều lần kỷ nguyên đại kiếp, nhưng chỉ có lần này kỷ nguyên đại kiếp quá dữ dội, ngay cả những đại tôn mạnh như Tân Ông, Ngao Long cũng không thể chống lại. Chỉ có thể đến Thái Sơ Chí Tôn để xin kỵ nạn. Vừa xuất hiện, Minh Tôn quỳ xuống đất, dập đầu trước bóng dáng rạng rỡ. Đại Tôn còn lại hơi sửng sốt, chợt im lặng quỳ gối trong không khí. Đại Tôn đã viết dấu vết của chính mình trong thiên địa, ngay cả khi đối mặt với Chí Tôn cũng có tâm trí bất khả chiến bại. Nhưng người nam nhân trước mắt, không chỉ là Chí Tôn, mà còn là tổ tiên của vạn giới, tiên thánh Thủy Hoàng, giáo hóa vạn dân, khiến nhân tộc văn minh chi hỏa sinh sôi nập, nói chung. Tất cả các thế hệ sau đều được coi là đệ tử của Thái Sơ Chí Tôn, quỳ gối trước mặt người này,
không phải xấu hổ. Các đại tôn ngoại tộc như Vũ Hoàng, mà là thiên. Ngay cả khi nội tâm không thoải mái, giờ phút này cũng thành thật quỳ xuống đất, thiên địa tan vỡ, khiến bọn hắn những đại tôn này không có chỗ dừng chân, chỉ có tìm được sự che chở của Thái Sơ, người dưới mái hiên, phải cúi đầu. Đây là kiếp nạn cuối cùng của kỷ nguyên, sẽ vượt xa bất kỳ lần nào trong quá khứ, lần này thiên địa tan vỡ, cũng sẽ lâu hơn bao giờ hết, không ai có thể làm điều đó một mình. Thái Sơ mở miệng, giải thích cho tất cả mọi người sống sót giữa thiên địa, lời này vừa ra, không ít đại tôn lập tức thay đổi sắc mặt, lần này đại phá vỡ, quả thật sẽ ảnh hưởng đến chí tôn. Hãy đứng dậy, bước vào thế giới này và cùng nhau chống lại tác động của kỷ nguyên đại kiếp. Thái Sơ chí tôn vẫy tay nhẹ nhàng, có thực lực giáo dục rơi vào tất cả mọi người, trong một khoảnh khắc, tất cả các đại tôn là ngạc nhiên khi thấy rằng thực lực của chính mình đã tăng trở lại, nhiều gông cùng xiềng xích đã được giải quyết dễ dàng. Vâng, trong chân không, tất cả đại tôn mừng rỡ, liên tục gật đầu, trong nháy mắt vừa đứng dậy, sau lưng mồ hôi lạnh bỗng nhiên mọc lên, giống như bị mấy đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, mọi người nhao nhao biến sắc, theo bản năng muốn chống cự, thân thể lại giống như là rót chỉ cũng không thể động đậy. Pháp lý chí tôn khu vực, cũng dám kiêu ngạo ở đây. Trong ánh sáng rực rỡ, Thái Sơ chí tôn cười nhạt, năm ngón tay mở ra, hồng hoang giống như lực lượng quét ra, trong phút chốc. Phá diệt hương không trung như truyền đến âm thanh vỡ vụn của gương, ánh mắt từ thần quan đến vỡ ra, làm cho mọi người trong chân không nhất thời khôi phục lại tự do. Ma La Thiên, Vũ Hoàng và những người khác thay đổi sắc mặt, không còn nửa điểm khinh thường, ánh mắt kính sợ nhìn thấy bóng dáng trong ánh sáng, theo đó đi vào bên này. Hư không xung quanh thần quan đã sụp đổ từ lâu, lực lượng vô tận liên tục tràn ra, quét về phía chư thiên vạn giới, từng đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nơi Thái Sơ chí tôn. Trong lúc hào hùng khí lực đan xen, có bóng dáng mờ dần xuất hiện, mà với sự xuất hiện của những bóng dáng này, trên đó chiếm hơn phân nửa hư không thần quan, cũng xuất hiện dấu vết thiên địa vỡ vụn, âm âm. Thánh Huy Thiên Quốc, vô hình lực lượng vượt qua các rào cản tầng lớp xung quanh thiên quốc, tiêu diệt một bộ phim lớn hư không, cuối cùng đến đây, ngay lập tức tràn ngập thiên địa bốn phía. Trên quảng trường bị hỏng, Thí Thiên Vân trung tuổi già sức yếu, bốn phía hư không đột nhiên xoắn. Bị khuấy nát bởi lực lượng vô hình, hắn mặt không biểu cảm, ngồi bằng đáy, phía sau là Thí Thiên Vương tộc lung lay, một khắc trước khi sự sụp đổ này, Thí Thiên Vân Trung nhìn về hướng đã bị phá vỡ từ lâu, đó là hướng mà Tiêu Thiên đã rời khỏi Thánh Huy Thiên Quốc. Hưu, vô hình lực lượng quét qua, không có điểm dừng lại, để lại chỉ có liên tục xoắn sụp đổ hư không. Tất cả mọi người trong thế gia hoảng sợ nhìn về phía hư không xoắn nhanh chóng, nơi mọi thứ đi qua không còn. Ngay cả đại chúa tể cũng khó có thể chống lại mũi nhọn của nó, ngay lập tức bị nhấn chìm trong đó, và cuối cùng chỉ để lại một xác chết khô rơi xuống. Thái Thương Thế Gia, Ti Không Nam sắc mặt đại biến, vô thức chặn hài tử của chính mình ở phía sau, hắn đấm ngực dừng chân, hối hận vì sao không yêu cầu Tiêu Viêm mang Ti Tả Bắc Cung rời đi, nay gặp phải kiếp nạn như vậy, toàn bộ Thánh Huy Thiên Quốc đều phải chôn vùi theo. Chương 1228, Kiếp Nạn Thiên Quốc. Thanh Dã Trúc Gia. Trúc Thanh Nhàm sắc mặt hơi âm trầm, phương xa, thiên địa tối tăm, hư không đã hết thảy tan vỡ, lúc này muốn chạy trốn cũng bất lực, hắn khẽ thở dài, nhìn về phía con trai bên cạnh, sớm biết như vậy, ta nên để người đi cùng muội ngươi. Trúc Thi Cầm cười khẽ, không hề sợ hãi khi đối mặt với sự tan vỡ của thiên địa, Trúc gia của ta ít nhất vẫn còn huyết mạch, đã may mắn hơn nhiều thế gia, Tiêu Viêm sẽ không để muội chết, đã như vậy, tại sao không biết đủ. Nghe vậy, Trúc Thanh Nhàm lặng lẽ gật đầu. Những gì Trúc Thì Cẩm nói, làm cho hắn rất vui mừng. Đằng sau, là một số người Trúc gia, một số đại chúa tể lớn tuổi đã thở hổn hển, khí huyết trong cơ thể đang suy giảm điên cuồng, nói chuyện công phu, đã có người không thể chịu đựng được và ngã xuống, biến thành một xác chết khô. Thiên địa tan vỡ, vô số ngọn núi vào thời điểm này hóa thành bột mịn, đại địa chấn nứt, hóa thành vực sâu, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong đến gần. Tổ tiên chí tôn để lại con bài tẩy, giờ phút này cũng đã được phát hành hết, muốn cùng kỷ nguyên đại kiếp tiến hành va chạm cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều biết, tử vong không thể tránh khỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, trong đại địa bị vỡ, vô số cột sáng giống như hỏa diễm, cột sáng bốc lên trời, trong hư không ầm ầm nở rộ, hóa thành hàng rào vững chắc, sau đó là từng bóng dáng gần như hư vô, ngăn chặn sự xâm nhập của lực lượng vô hình, trong phút chốc, thiên địa tan vỡ dừng lại. Xa xôi, bóng tối xoắn liên tục nhấp nhô, tác động của các rào cản giống như hỏa diễm gần như biến dạng, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phá vỡ rào cản vững chắc này.
mọi người ngạc nhiên, trong nháy mắt Trần Trừ liền hiểu được, đây là mạch mệnh hỏa thạch chôn sâu dưới lòng đất, khí tức của Chí Tôn dính vào mệnh hỏa thạch, lúc này con cháu sau này gần như diệt vong, những khí tức của Chí Tôn này phóng lên trời, bóng dáng mờ nhạt của hư vô hiện lên, muốn ngăn cản kiếp nạn này cho hậu bối. Tổ tiên thiên cổ. Một số thành viên trong gia tộc Chí Tôn Thế Gia đã rơi nước mắt, tại thời điểm này, đã có rất nhiều đại chúa tể lớn tuổi chết vì khí huyết suy giảm, Ti Không Nam Hổ Mục Dưng Dưng, bây giờ toàn bộ Thái Thương Thế Gia, chỉ còn lại Ti Tà Bắc hai người, các tộc còn lại đều ngã xuống hóa thành xác chết khô, mặc dù còn sống, giờ phút này cũng đau đớn rên rỉ, không ngừng dãy giụa, không có khả năng sống sót. Trên mạch mệnh hỏa thạch dưới vực sâu, vô số dị vật chỉ dựa vào mệnh hỏa thạch đã ngã xuống. Những dị thú này hiếm có bên ngoài, nhưng lúc này lại là toàn thân dốc lên hỏa diễm, đốt cháy mạch mệnh hỏa thạch, tiêm vào đó lực lượng cuối cùng, giúp cột lửa tăng lên càng thêm mạnh. Mau xem! Có người kêu lên, tiếng động viên lan truyền hơn phân nửa Thánh Huy Thiên Quốc, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cột sáng hỏa diễm sau khi liên tục tác động vào bóng tối, giao cản vững chắc, nhiều bóng dáng gần như hư vô sải bước về phía trước, buộc lực lượng vô hình cùng bóng tối cùng nhau rút lui, khôi phục lại hư không bị bóp méo. Sự hủy diệt bao phủ thiên địa khí tức cũng nhanh chóng tan biến. Ti Không Nam ánh mắt lóe lên, hầu như không cần suy nghĩ xuất thủ, bàn tay rộng mở, quang hoa vô tận lấp lánh, hắn liều mạng khí huyết suy bại, vận dụng Thái Thương Chí Tôn để lại lá bài tẩy, trực tiếp xây dựng một đại trận vây khốn Ti Tà Bắc trong đó, đại trận hòa vào hư không, khi sự chú ý của mọi người bị thu hút bởi sự thay đổi của chân trời, Ti Không Nam cắn rách đầu ngón tay, thoáng chốc, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Khiến cho hòa tan đại trận của hư không đi về phía chân trời, không thu hút sự chú ý của bất cứ ai, ngay sau đó là sự thăng hoa của cột ánh sáng hỏa diễm, tiến lên phía trước với các rào cản. Con à, sống, sau khi làm tất cả, Ti Không Nam lung lay, đau đớn nhắm mắt lại, xung quanh, là nhiều người dân tộc Thái Thương Thế Gia ngã xuống. Bên ngoài Thánh Huy Thiên Quốc, không rõ lão nhân hắc hắc, xung quanh quỷ dị lực lượng khởi động, làm cho hắn giống như đang ở một tầng hư không khác. Không bị lực lượng vô hình xâm nhập, chống lại sự ngoan cố, những gia hỏa quá khích này, làm sao có thể ngăn chặn thủy triều tan vỡ thiên địa. Hắn lẩm bẩm, trên mặt treo nụ cười lạnh, hốc mắt cháy cháy, cuối cùng, quay đầu nhìn về phía Thanh Đồ, giữa hai hàng lông mày không khỏi hiện lên một chút ngưng trọng, không hổ là ngươi, Thái Sơ Chí Tôn, thiên địa, cũng chỉ có ngươi có năng lực này. Sợ cái gì, đúng như ngươi nói, tiêu cực ngoan cố mà thôi. Từ xa hư không, âm thanh của hoàng thần một lần nữa vang lên, không rõ lão nhân sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, lại là gia hỏa này. Giữa bóng tối xoắn, hoàng thần bước ra từ đó, nhưng đằng sau hắn, là theo vài vị đại tôn, khí lực mênh mông như biển, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác tối nghĩa. Ta nghĩ ai, hóa ra là một số người của thần đình. Không rõ nhân đã xem qua, mặt không chút thay đổi nói, cùng hoàng thần đến, chính là Vĩnh Hằng, Khởi Nguyên. Cùng với Vũ Chiến ba người ngày nay, đều là thực lực đại tôn, nhưng ánh mắt đờ đẫn, giống như khôi lỗi. Sau khi truyền nhân thánh tôn qua đời, bọn hắn cũng mất tích, việc tìm được bọn hắn có thể tốn rất nhiều công sức, nhưng nhìn chung là đại tôn, cũng có thể có tác dụng. Hoàng thần cười nhạt, nhìn về phía cạnh thánh đồ, thần quan sắp phá vỡ, thực lực của Chí Tôn, gần như đỉnh phong, không ai có thể ngăn chặn, ban đầu chúng ta có thể áp dụng thái sơ trấn áp, bây giờ cũng có thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Thánh Huy Thiên Quốc phương hướng, nhìn một lát, khóe miệng cười lạnh càng thêm, chỉ dựa vào những hư vô gia hỏa này, chỉ dựa vào một hơi cũng muốn ngăn cản kỷ nguyên đại kiếp. Đáng tiếc, sự chú ý của thần quan đổ vào Thái Sơ, và ta thực sự muốn xem sự sụp đổ của Thánh Huy Thiên Quốc sẽ là gì. Không rõ lão nhân lắc đầu, có chút tiếc nuối, với hơi thở cuối cùng của những chí tôn này, thật sự có thể mang đến một số cơ hội thở dốc cho Thánh Huy Thiên Quốc. Vậy thì làm cho cái này cháy mạnh hơn một chút. Hoàng thần ngửa mặt lên trời cười to, hắn một tay vung xuống, phía sau ba vị đại tôn tiến lên như máy móc, sát ý bạo phát, lập tức xông vào Thánh Huy Thiên Quốc. Bắc Hoang, thế giới tín ngưỡng bao phủ Tự Châu Thành cùng Sùng Ngô Sơn, Tiêu Viêm, Cơ Bắc Uyên, Tiêu Thiên Giã, Dương Thịnh Kinh bốn người đứng trong bóng tối, vô hình lực lượng liên tục xông lên, đối với bốn người. Vù! Đột nhiên! Một ánh sáng lóe lên từ bóng tối, một vài người ngước mắt lên nhìn lại, một con chim màu xanh gào thét như một cơn gió mạnh, ngay lập tức dừng lại trong bóng tối xa xôi, thanh sư mi tâm chính là Bắc Minh Nguyên. Đã lâu không gặp, Tiêu Viêm. Nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt của những người khác, Bắc Minh Nguyên khẽ cười nhìn về phía Tiêu Viêm, hai mắt màu tím đen lấp lánh, hắn hoàn toàn dung hợp xương đại tôn,
thực lực lúc này đã đạt đến đỉnh phong, lực lượng vô hình trong bóng tối rơi xuống, thậm chí không thể chạm tới cơ thể hắn liền lặng lẽ sụp đổ. Chương 1229, trợ thủ vững chắc. Bắc Minh Nguyên lúc này, ngoại trừ một đôi mắt màu tím đen không thay đổi, các khía cạnh còn lại đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cơ thể bình thường của U Linh lúc này cũng không khác gì, khuôn mặt mới có đường nét, khuôn mặt râu ria, xa nói đến tuấn lãng, thậm chí có chút xấu xí. Người khuôn mặt này, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên khi đánh giá Bắc Minh Nguyên, làm sao người kia có thể thay đổi lớn như vậy, hay nói rằng đây là bộ mặt ban đầu của hắn. Đây là cơ thể của một người sắp chết mà ta tìm thấy ở Thánh Đồ Nguyên Cảnh, và sau khi dung hợp xương đại tôn, cơ thể ta đã bị phá vỡ và chỉ có thể tìm kiếm một cơ thể khác. Bắc Minh Nguyên không quan tâm đến một nụ cười, xem Cơ Bắc Uyên và những người khác, khuôn mặt ngay lập tức ngưng trọng xuống, thực lực của những người này, dường như không kém hơn hắn ta. Hóa ra các ngươi biết, Dương Thịnh Kinh có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm một cái này có hai mắt màu tím đen ra hỏa, thực lực có thể không bình thường, chỉ từ khí tức mà nói, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tiêu Viêm gật đầu, giới thiệu Bắc Minh Nguyên với mọi người, Cơ Bắc Uyên cùng Dương Thịnh Kinh cũng nói tên riêng của mình. Tiêu Thiên Dã chỉ liếc mắt một cái, không nói một lời, từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Ai ở rìa của Thánh Đồ, vậy mà lại có quyết tâm lớn như vậy, dám đối đầu với thần quan chí tôn. Sau khi quen biết mấy người, Bắc Minh Nguyên có chút kinh hãi, hắn mặt mày ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, hắn từ Thánh Đồ đến, chứng kiến thiên địa đại phá, thậm chí đại tôn còn phải xin tị nạn, có thể so với kỷ nguyên đại kiếp trước đây còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là Thái Sơ chí tôn. Tiêu Viêm nheo mắt lại. Bây giờ thiên địa tan vỡ, toàn bộ hoang vu chi địa được bao phủ bởi bóng tối, bọn hắn ngước mắt lên, trong bóng tối vô tận, có thể nhìn thấy một tia sáng rực rỡ, đó là nơi Thái Sơ Chí Tôn. Thái Sơ Chí Tôn, đồng tử Bắc Minh Nguyên chấn động, lông mày không khỏi co rút, chợt giãn ra, xem ra là cùng chúng ta, vậy thì tốt rồi. Chính xác là bên nào, ta không biết. Có lẽ là bên thứ ba. Tiêu Viêm lắc đầu, Cơ Bắc Nguyên giật mình, nhìn Tiêu Viêm một cái không nói gì. Bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể tin. Xa xa, Tiêu Thiên sẽ chợt mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ tin vào người ngoài lực lượng, cũng đúng là như thế, mới có thể không để ý mặc cho Tiêu Viêm giết khôi ma. Nghe vậy, Bắc Minh Nguyên lập tức muốn đến Chu Thạch Linh, hắn đồng cảm gật đầu, sau đó lông mày lại nhíu lại, có thể như vậy, bọn hắn phải đối mặt với áp lực lớn hơn rất nhiều. Thực lực của chúng ta, ngay cả khi không bằng chí tôn, có thể cạnh tranh với nó. Đừng quên, một khi rất nhiều kỷ nguyên, làm thế nào những chí tôn đã bị mất. Dương Thịnh Kinh mở miệng, muốn khơi dậy trái tim của mọi người, lực lượng của thần quan còn lâu mới có thể đưa tất cả chí tôn đạt đỉnh, điều này liên tục tan vỡ thiên địa chính là bằng chứng, bọn hắn chỉ có thể hấp thụ lực lượng sau khi thiên địa phá vỡ để nâng cao thực lực, càng như vậy, càng có thể chứng minh sự thiếu hụt thực lực của bọn hắn. Hy vọng như vậy, Bắc Minh Nguyên trong nội tâm hơi an tâm. Thấy ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh sư trên người, thanh sư không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, hắn trong nội tâm tò mò, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, phương xa bỗng nhiên có tiếng động trời rung động truyền ra, ngay sau đó, trong bóng tối mông lung, một bóng dáng bại lui, cùng lúc đó, có khí lực ngập trời bốc lên, giống như có một tồn tại cực kỳ đáng sợ đi ra. Là phương hướng của Quý Linh Nguyên. Tiêu Viêm là người đầu tiên phản ứng lại, bóng dáng thất bại đó. Hẳn là tự sinh nguyên, có ma vật từ trong phòng ấn đi ra. Dương Thịnh Kinh lông mày vẩy một cái, hắn trong thế giới mới, nghe Đế Hồng nói rất nhiều về Quy Linh Nguyên, dưới cùng trong vực sâu thế giới, có thể là một con vương ngoại tộc đã từng bị Thái Sơ Chí Tôn trấn áp. Tiêu Viêm, ma vật thuộc Quy Linh Nguyên nếu đi ra, sẽ là đại họa Bắc Hoang, sẽ làm suy yếu tín ngưỡng chi lực ở đây. Trong giới tín ngưỡng, âm thanh của Tự Huyền Mệnh truyền ra. Hắn bây giờ vẫn không thể thoát khỏi, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Tiêu Viêm. Giao cho ta đi, ngươi nhìn chằm chằm vào thần quan là được rồi. Dương Thịnh Kinh khởi hành, đi theo hướng Quy Linh Nguyên, với sự giúp đỡ của Cơ Bắc Nguyên, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích cuối cùng sau khi tái sinh, đã đứng ở đỉnh cao của Đại Tôn, điều này vô hình lực lượng cũng không có gì để làm với hắn. Đợi Dương Thịnh Kinh rời đi. Tiêu Viêm trong nội tâm không hiểu khẽ động, gần như cùng Tiêu Thiên Dã cùng nhau, đồng thời nhìn về phía Thánh Huy Thiên Quốc, mới nhìn thanh sư dưới thân Bắc Minh Nguyên, hắn đột nhiên muốn đến Tiểu Ngạo cùng Giát Băng, đến bây giờ hắn vẫn chưa có nửa điểm tin tức, mà bây giờ, hắn trong nội tâm nổi lên một trận rung động, thánh đồ vỡ tan, bắt đầu ảnh hưởng đến Thánh Huy Thiên Quốc. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiên Dã,
chỉ cần liếc nhìn Thánh Huy Thiên Quốc một cái, hắn liền cúi đầu không nói. Ngay trong nháy mắt đó, hắn rất rõ ràng phát hiện đã đến, người cuối cùng cùng hắn cùng là huyết mạch Thí Thiên Đại Tôn đã chết. Thánh Huy Thiên Quốc, lấy các rào cản vững chắc được hình thành bởi cột sáng hỏa diễm làm ranh giới, thiên địa dường như được chia thành hai điểm, xoắn hắc ám hư không nhấp nhô, liên tục va chạm với các rào cản phía trước. Sau hàng rào, từng bóng gần như hư vô chống lại tác động của lực lượng vô hình, bảo vệ phía sau lãng lãng càn khôn cùng với các gia đình. Tại thời điểm này, bọn hắn bước đi nặng nề, dưới lực lượng mạnh mẽ hơn, dường như khó có thể tiến lên phía trước. Thần Vũ Thế Gia, Lý Diên tĩnh nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào hướng của hàng rào, bên cạnh hắn đã rơi xuống rất nhiều người, nếu hàng rào bị phá vỡ, hy vọng cuối cùng của Thánh Huy Thiên Quốc cũng sẽ bị phá vỡ. Tại thời điểm này, tất cả mọi người sống sót đã đổ mồ hôi, tất cả mọi người trong muốn rách cả mí mắt, trong nội tâm cầu nguyện cho tổ tiên bảo vệ hộ gia đình, có thể theo rào cản đột nhiên rung động, trái tim của tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Đó là Thánh Chủ của Thần Đình. Bên ngoài các rào cản, những người đã đến vạn giới trung ương xem đã đến vĩnh hằng cùng nguồn gốc của hai vị thần đình thánh chủ xuất hiện trong đó. Trong thời gian hoảng sợ, những bóng dáng hư vô cao đứng lặng lẽ sụp đổ, rào cản vững chắc cũng đồng thời biến thành một tia sáng. Ầm ầm. Dưới Thánh Huy Thiên Quốc, xuyên qua đại địa của mệnh hỏa thạch mạch tức tắc, vô số khí tức tan rã, giống như với một tiếng thở dài nặng nề, cuối cùng biến mất vô hình. Ông. Khoảnh khắc rào cản sụp đổ, vô hình lực lượng trực tiếp xông tới, liên tiếp xoắn hắc ám hư không bao phủ Thánh Huy Thiên Quốc phía trước, trong nháy mắt đám đông còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ đều tan vỡ trong nháy mắt. Trong bóng tối vô tận, hư không lặng lẽ thay đổi, một bóng dáng được bao bọc bởi các trận địa tầng tầng thoát khỏi Thánh Huy Thiên Quốc tan vỡ, ẩn sâu trong sự tan vỡ, theo hướng hoang vu chỉ địa. Chương 1230, phong ấn đồ vật. Trên Quy Linh Uyên. Vô hình lực lượng từ trong bóng tối vô tận xông tới, khuấy nát tứ phương hư không, thiên địa sụp đổ, tự sinh nguyên lấy thân thể của mình chắn trước lực đạo xông tới, giống như cùng vô số sự cố đáng sợ tại giao thủ, thân thể trọng thương, khi bóng tối phương xa một lần nữa truyền đến dao động kinh người, xương ức hắn bị nứt, từng ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống bóng tối bên dưới. Đại tôn máu, một giọt liền có xu thế hủy thiên diệt địa, ngày nay thiên địa đều bị bóng tối bao trùm, hư không vặn vẹo sụp đổ. Hóa thành vô tận vực sâu, máu nhỏ giọt, nở ra ánh sáng giống như máu, nhưng tại hạ một khắc bị bóng tối làm mất, không khuấy động nhiều sóng biển. Ầm ầm. Trong bóng tối, dường như có tiếng gào thét trầm thấp quét qua, đây là âm thanh của hư không phong đến cực hạn, trong khoảnh khắc tự sinh nguyên rút lui, hưng phong bạo đã giống như một làn sóng dâng lên, muốn phá vỡ hàng trăm phong ấn run rẩy dưới Quy Linh Nguyên. Soạt. Đột nhiên. Có một bóng dáng từ xa bạo phát, trên người Dương Thịnh Kinh kỳ quang vườn quanh, ánh sáng hiện ra màu xanh nhạt, giống như có lực sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, phá vỡ nửa chốc thanh ám xông đến, hàng ngàn cây đằng xanh đan xen trong bóng tối, giống như một tấm lưới lớn bao trùm thiên địa, ánh sáng mờ mịt, tận lực chống lại bóng tối, cùng gào thét xông tới vô hình lực lượng hung hăng va chạm với nhau, mảnh vực sâu hắc ám này nhẹ nhàng chấn động, Quy Linh Nguyên, cũng không có một phòng ấn nào bị phá vỡ. Lê Hoàng Dương Thịnh Kinh ở phương xa, ánh mắt nhấp nháy, nhìn về phía tự sinh nguyên có chút nhợt nhạt, vươn tay ra, năm ngón tay giống như hóa thành năm nhánh nhỏ, ánh sáng mờ xẹt qua, làm cho vết thương của tự sinh nguyên hồi phục không ít, hắn bản thể là Mộc Bồ Đề cổ thụ, tại Hoàng Vu Chi Địa tồn tại một số kỷ nguyên, tự nhiên biết Hoàng Vu Chi Địa này hai vị vương giả. Lực lượng đang trở nên mạnh mẽ hơn và dường như đang hội tụ ở đây, và không có pháp tắc, ta sợ không phải là chí tôn cố ý kiểm soát. Khí tức của tự sinh nguyên ổn định, khí huyết tràn đầy, với sự trợ giúp lớn này, áp lực của hắn lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chí tôn sao có thể quan tâm ma vật dưới Quy Linh Nguyên? Dương Thịnh Kinh lắc đầu, bọn hắn muốn khôi phục lại thực lực của đỉnh cao, lực lượng trong thần quan là không đủ, chỉ có thể điên cuồng hấp thụ giới ngoại chi thiên lực lượng bị hấp thụ không gian, làm cho vô số ngôi nhà bị tiêu diệt, và từ hư vô vực sâu sau khi bị giết. Lực lượng vô hình, giống như lực lượng tiêu cực của giới ngoại chi thiên, nhạy cảm nhất với ma vật của trấn áp dưới Quy Linh Nguyên, vì vậy, hội tụ ở đây lực lượng sẽ ngày càng nhiều. Hắn tồn tại rất nhiều kỷ nguyên, đã gặp rất nhiều kỷ nguyên đại kiếp, trong kỷ nguyên trước đây, cũng không thiếu những chí tôn có tham vọng lớn sử dụng thủ đoạn này để nâng cao thực lực, nhưng cuối cùng đều bị nhân tài mới nổi hạ xuống đỉnh cao nhất, chỉ là lần này, ước chừng 8 vị chí tôn đồng thời xuất thủ, dường như không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Những ma vật này, đối với chúng ta mà nói không tính là gì, nhưng đối với Hoàng Vu,
đối với Bắc Hoàng tự Châu Thành, chắc chắn là tai họa diệt vong. Dương Thịnh Kinh có khuôn mặt nghiêm túc, nhìn về phía cuối bóng tối, ngày càng có nhiều lực lượng đến, hư không đang điên cuồng xoắn và sụp đổ, giống như gần ngày tận thế. Tự Sinh Nguyên gật đầu, tại thời điểm này, hắn cùng Tự Huyền Mệnh đã đạt được một thỏa thuận đáng ngạc nhiên, thần quan lực lượng như sóng đến hoang vu chi địa, với thực lực của hắn hai người, chắc chắn không thể bảo vệ tất cả các bộ lạc thế tục, chỉ có thể quyết tâm từ bỏ, thay vào đó toàn lực để bảo vệ Súng Ngô Sơn cùng Tự Châu Thành, nơi tập hợp tất cả các bộ lạc thế tục của Bắc Hoang, cũng là tương lai của hoang vu chi địa. Đối với Nam Hoang, khi Tự Sinh Nguyên Chu Thần, đã xảy ra quá nhiều động tĩnh, hơn một nửa Nam Hoang bị giết, khiến hầu hết các bộ lạc thế tục chết trong Nguyên Thủy Thần Minh, và cũng chính vì vậy, hai người mới nhẫn tâm từ bỏ Nam Hoang, một người dốc toàn lực bảo vệ Bắc Hoang Tự Châu Thành, một người chắn trên Quy Linh Nguyên, không để phong ấn trong đó bị phá vỡ. Ầm ầm, ở phương xa, trong bóng tối chuyển đến âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng nhai của ma quỷ. Dương Thịnh Kinh sắc mặt nghiêm trọng, lưới lớn đan xen trong bóng tối rung động mạnh mẽ, xuyên qua hư không tan vỡ, ngay lập tức đánh nát vô số lực lượng vô hình, tiếng nhai kỳ lạ lập tức biến mất. Trong thoáng chốc, xương đen dày đặc nhấp nhô từ vực sâu hắc ám, xương đen thay đổi, trở thành một thế giới méo mó, toàn bộ hư không đang run rẩy, giống như minh thổ xuất hiện từ dưới vực sâu, phong cách đen bẩn quét qua, một số ma thần có thực thể bước ra từ đó, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là ý niệm hung sát hội tụ sau khi thiên địa tan vỡ, từ dưới cùng của vực sâu đi ra, không biết là đã ngã xuống dưới sự tồn tại của kỷ nguyên kia. Từ lâu đã bị xóa nhòa ý chí và tư tưởng, giờ phút này chỉ là tôn trọng lực lượng tiêu cực của thiên địa, dựa vào bản năng để hủy diệt mọi thứ. Phong ấn dưới Quy Linh Nguyên nếu bị phá vỡ, ma vật đi ra so với những thứ này còn cường đại hơn. Dương Thịnh Kinh ánh mắt trầm xuống, thực lực của những ma thần này thậm chí còn đạt đến cấp đại tôn. Mạnh mẽ đáng sợ, nếu để cho Quy Linh Nguyên dưới hàng trăm loại ma vật này đi ra, không cần Chí Tôn xuất thủ, dưới ngoại chi thiên đều phải loạn thành một đoàn. Những người khác đang làm gì? Tự Sinh Nguyên cùng Dương Thịnh Kinh sánh vai, ánh mắt lạnh lùng, khí thế đạt đến đỉnh phong, đã mạnh hơn xa so với những vị thần chiến không rõ trước đây. Sau khi Chu Tận Nam Hoàng Thần Minh, hắn trở thành Hoàng Vu Chi địa chỉ đứng sau Tự Huyền Mệnh, tín ngưỡng chi lực của vô số bộ lạc thế tục của Nam Hoàng. Đối mặt với những ma thần cấp đại tôn này, hắn có đủ tự tin để giết nó? Nhìn chăm chăm vào thần quan, Dương Thịnh Kinh nghe ra ý nghĩa của Tự Sinh Nguyên, hắn đưa tay ra, lưới lớn bao phủ những cây xanh đen tối vô tận đan xen như sóng chiều phập phồng, ngang ngược về phía ma thần xông tới. Thánh đồ, vô tận thiên vực cùng vạn giới chi vực đã tan vỡ, Thánh Huy Thiên Quốc cũng không thể tránh khỏi, sau đó là lúc Chí Tôn xuất thủ, lực lượng của bọn hắn có thể trở lại đỉnh phong không? Tự Sinh Nguyên có đôi mắt nặng nề, hai bàn tay mở ra, giống như lửa quang lóe lên, trong phút chốc làm cho một ma thần rơi xuống. Khó nói. Dương Thịnh Kinh lắc đầu, Thái Sơ Chí Tôn ngay bên cạnh Thánh Đồ, hắn che chở đại tôn của Thánh Đồ phía sau, lý do có lẽ cũng là để ngăn chặn Chí Tôn lực lượng trở lại trạng thái đỉnh phong. Bên ngoài thế giới, khuôn mặt của Tiêu Viêm ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào hướng của Thánh Đồ, trong bóng tối vô tận tại thời điểm này, chỉ có đại tôn mới có thể xác định hướng. Ta đi Thánh Đồ nhìn xem. Đột nhiên, hắn trầm giọng mở miệng, bóng dáng trong nháy mắt biến mất trong bóng tối, hướng về phía Thánh Đồ. Chương 1231, Thần Đình Chi Biến. Ta cùng ngươi đi cùng. Cơ Bắc Quyên không ngần ngại đi với Tiêu Viêm, cả hai biến mất trong bóng tối vô tận. Đi Thánh Đồ làm cái gì? Bắc Minh Nguyên cau mày, hắn chính xác đến từ Thánh Đồ, mảnh thiên địa đó hoàn toàn tan vỡ, hư không sụp đổ, chỉ còn lại không gian hỗn độn giống như hư vô. Hắn nếu không có xương đại tôn hoàn chỉnh dung hợp, căn bản không thể ở lại đó. Tiêu Thiên Dạ không nói một lời, trước mặt hắn, khí huyết của Thí Thiên Đại Tôn mãnh liệt, là một tia sáng duy nhất còn sót lại trong bóng tối này, trong đó bảo hộ chính là Trúc Thanh Hạm, cũng chỉ bằng cách này, mới có thể làm cho người kia sống sót. Ngươi không cần phải đến. Trong bóng tối, Tiêu Viêm nhìn lại, Cơ Bắc Quyên theo sát, hắn trầm giọng nói, ngươi trên người cũng có đại Chí Tôn lực lượng. Bọn hắn còn chưa biết ngươi xuất hiện, lúc này đi đến Thánh Đồ, có lẽ sẽ lộ ra chính mình. Lần trước Cơ Bắc Uyên rơi vào trạng thái điên cuồng, khí thế đại biến, ngay cả hắn cũng không nhận ra, lần này thì khác, hắn muốn đi nơi cùng thần quan rất gần, Chí Tôn chỉ cần chú ý một chút, liền có thể nhận ra sự khác biệt của Cơ Bắc Uyên, đó là sớm hay muộn. Cơ Bắc Uyên cười nhạt, một câu đơn giản nhét vào, thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không hỏi nhiều nữa, hắn im lặng một chút. Trầm giọng nói, ta muốn đi thần đình.
để hủy hoại thần đình. Vì sao? Cơ Bắc Quyên thầm nghĩ, ngay lập tức hiểu được mục đích của Tiêu Viêm, thần đình là gì, hắn cũng biết được từ Đế Hồng, bây giờ nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, làm sao có thể đoán được. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nặng nề, ta hiểu được cách tiếp cận của Thái Sơ Chí Tôn, cũng hiểu thần đình đại diện cho điều gì trong trận chiến này. Cơ Bắc Quyên im lặng, hắn sắc mặt ngưng trọng, chờ Tiêu Viêm tiếp tục. Ta cho rằng, chắc chắn có điều gì đó trong thần quan có thể giúp bọn hắn lực lượng không ngừng hồi phục. Nếu không, bọn hắn đã xuất hiện từ lâu để hạ gục ta, nhưng đối với Chí Tôn Bát Vị, những lực lượng này có thể không đủ, vì vậy, sự sụp đổ của giới ngoại chi thiên, từ nguồn, là Chí Tôn để khôi phục lại thực lực của Đình Phong, cho đến bây giờ, chúng ta có thể thấy thiên địa gần như hoàn toàn tan vỡ, đó là những gì bọn hắn hấp thụ, bằng chứng của giới ngoại chi thiên lực lượng, trong khi trong Thánh Đồ, chỉ có thiên nguyên cảnh tồn tại tối cao, thần đình tồn tại tại một kỷ nguyên. Trong Thánh Đồ đã thiết lập đại ác cùng ác đồ, do đó đã đến vô tận lực lượng, những lực lượng, có lẽ là để chuẩn bị cho sự phục hồi thực lực của bọn hắn. Vì vậy, Thái Sơ Chí Tôn thu thập Chí Tôn trong Thánh Đồ để không cho phép Chí Tôn hấp thụ lực lượng của bọn hắn. Cơ Bắc Quyên như có điều suy nghĩ, ngay lập tức muốn đến điều này. Đúng vậy. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nặng nề, đây chính là điểm đáng sợ nhất của kỷ nguyên đại kiếp lần này, mũi nhọn của bọn hắn, trực tiếp chỉ về phía Đại Tôn. Có thể ngươi sẽ hủy hoại thần đình, Chí Tôn sợ rằng sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Cơ Bắc Quyên thần sắc nghiêm trang, trầm giọng nói. Nếu bọn hắn vì vậy mà đi ra sớm là tốt nhất. Tiêu Viêm nheo mắt lại, trong lúc nói chuyện, hai người đã vượt qua thiên địa sụp đổ nặng nề. Cuối bóng tối, thiên nguyên cảnh tối cao của thần đình đã có thể nhìn thấy, ánh sáng hơi phá vỡ bóng tối, giống như một ngôi sao bất diệt, cực kỳ rực rỡ. Ầm ầm. Sụp đổ trong hư không, liên tục có một lực lượng mạnh mẽ đến, chưa đến Tiêu Viêm cùng Cơ Bắc Quyên trước khi tiêu diệt, vượt qua thiên nguyên cảnh tối cao, ở phía xa tối hơn, nơi hư không sụp đổ hoàn toàn, có lực lượng cực kỳ đáng kinh ngạc trong vòng lặp. Có người tới. Chí cao thiên nguyên cảnh, kiếm đấu đại chúa tể vẻ mặt chấn động, nhìn về phía xa bóng tối, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, có thể thấy rõ hai bóng dáng hướng nơi này xông đến. Sẽ là ai? Các đại chúa tể còn lại đều kinh hãi. Bọn hắn lúc này giống như nằm trên một hòn đảo hoang vu, không còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lúc này đột nhiên nhìn thấy người ngoài đến, mỗi người tự nhiên có cảm xúc khác nhau. Tiêu Viêm, Thương Viêm đại chúa tể thần sắc chấn động, thất thanh mở miệng, cái tên vừa xuất hiện, hầu hết đại chúa tể đều kinh ngạc, sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn lại, đi vào trong thánh quang, chính là Tiêu Viêm, ở bên cạnh hắn, còn đi theo một thanh niên xa lạ, kiếm đấu sắc mặt phức tạp. Cắn răng không nói lời nào, hiện nay đại thế thiên địa thay đổi mạnh mẽ, thánh đồ lại càng sụp đổ, có thể xuất hiện ở đây, đủ để biểu lộ thực lực của Minh Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này, hắn đến làm gì? Lực lượng của thần quan mạnh mẽ hơn, bọn hắn nhận ra sự xuất hiện của người. Cơ Bắc Quyên nhìn về phía thần quan chỗ, thì thầm. Tiêu Viêm hờ hững gật đầu, hắn nhìn mọi người trong thiên nguyên cảnh tối cao, nhiều người đã quen thuộc, bao gồm một số vị hoàng chủ và một số đại chúa tể của chế tài viện. Không ít người đã có giao thủ, chỉ có điều, không thấy bóng dáng của Tinh Hà đại chúa tể, Tiêu Viêm. Đột nhiên, một âm thanh thấp vang lên, Tiêu Viêm nhìn lại, sâu trong thiên nguyên cảnh tối cao, một bóng tối nhìn về phía hắn ta, đó là Chung Kết Thánh Chủ. Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai người kể từ sau giao chiến thế giới thứ nhất của vạn giới. Tiêu Viêm cười khẽ, hắn biết Chung Kết Thánh Chủ bước vào đại tôn như thế nào, chân thành cảm động thiên địa, chịu thiên địa thương xót. Hồng vận như vậy, bao nhiêu kỷ nguyên đến nay, Chung Kết Thánh Chủ vẫn là vị trí số 1, mặc dù là may mắn gia trì, nhưng thực lực sau khi trở thành đại tôn, nhưng không hề kém cạnh, từng đối mặt với đồng dạng trở thành đại tôn vĩnh hằng cùng nguồn gốc của hai vị thánh chủ, lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, một cảnh ngày xưa, vẫn còn trước mắt. Chung Kết Thánh Chủ cũng mỉm cười, nhưng nụ cười này xen kẽ với nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Vâng, ta đã chật vật và chạy trốn, gần như chết, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhấp nháy, cách bóng tối và Chung Kết Thánh Chủ đối thoại. Ta biết ngươi đang đến như thế nào, hãy làm điều đó, thần đình là thần đình của thánh đồ 100.000 nguyên cảnh sinh linh, không phải là một thần đình đáp ứng hy vọng hoang dã của Chí Tôn. Chung Kết Thánh Chủ đột nhiên mở miệng, khuôn mặt nặng nề. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, đang muốn lên tiếng hỏi, thân hình Chung Kết Thánh Chủ ngạo nghễ sừng sững, nhưng trong nháy mắt tiêu tán. Hưu. Ngay sau đó, trên cùng của thiên nguyên cảnh tối cao, hư không âm ầm xoắn, giống như hai vị đại tôn trong giao thủ, không gian nổi lên dao động đáng kinh ngạc trong nháy mắt lan rộng hơn phân nửa nguyên cảnh,
làm cho nhiều thống lĩnh cấp chúa tể trong thần đình chưa kịp phản ứng đã được tiếp tục thành tro bụi. Kết thúc, người đây là muốn chết. Trong sự hoảng sợ của mọi người, thiên hà nguyên linh từ vạn vẹo trong hư không bạo vọt ra, khí thế lăng nhân, tức giận không thể kiềm chế. Chương 1232, nỗi buồn của mọi người. Thiên hà nguyên linh thánh thiện như ngọc, giống như bụi mịn không nhiễm, giờ phút này lại là khuôn mặt lạnh lẽo, từ hư không vặn vẹo đi ra, lông mày nhíu chặt, đối với chung kết thánh chủ đột nhiên xuất thủ tức giận đến cực điểm. Cảnh tượng này sớm đã làm rung chuyển rất nhiều đại chúa tể, do Cát Tổ Tân dẫn đầu, hơn 10 vị chế tài viện đại chúa tể lần lượt lướt qua, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trận chiến bất ngờ bộc phát này, lướt qua mặt đất, lại vừa vặn rơi xuống phía sau chung kết thánh chủ. Chế tài viện dẫn đầu bởi chung kết thánh chủ, đối với thiên hà nguyên linh, trong mắt bọn hắn luôn chỉ là một trong những con bài tẩy của thần đình, nhưng chỉ là một công cụ, hai người chiến đấu với nhau, bọn hắn hầu như không cần suy nghĩ đứng về phía chung kết thánh chủ. Một số vị hoàng chủ cùng với phần còn lại của đại chúa tể thậm chí còn ngạc nhiên hơn, thánh đồ đã bị ảnh hưởng bởi kiếp nạn này, tại sao thiên nguyên cảnh tối cao lại nổi lên sóng? Kiếm đấu cao mày, nhìn Tiêu Viêm lại nhìn chung kết thánh chủ. Người này vừa xuất hiện, chung kết thánh chủ tự như biến thành người khác, thế nhưng lại sẽ xuất thủ với thiên hà nguyên linh, hai người này trước đây còn tôn trọng lẫn nhau, là hai con bài tẩy của thần đình ngày nay, giờ phút này lại thù địch lẫn nhau. Tiêu Viêm nhẹ nhàng trầm ngâm, nhìn cảnh tượng bất ngờ này mà không xuất thủ ngay lập tức, hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của chung kết thánh chủ, cũng kinh ngạc hắn có thể không chút do dự cùng thiên hà nguyên linh quyết liệt, người có thể chịu đựng thiên địa thương xót. Tâm tính quả nhiên không giống bình thường. Chí tôn xuất quan, tất cả mọi người cũng chỉ có một cái chết. Chung kết thánh chủ bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn qua phía dưới một đám đại chúa tể nghẹn họng, chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn giấu giếm mọi người, thanh âm như sấm sét cuồn cuộn, đem những việc tiếp theo của chí tôn trong thần quan nói cho mọi người biết. Tiêu Viêm nghe thật sự bên ngoài thiên nguyên cảnh tối cao, nhịn không được khẽ gật đầu, những gì chung kết thánh chủ nói cùng một loại suy đoán, cũng khó trách. Trong thánh đồ hắn nguyên cảnh cùng thiên vực tất cả đều tan vỡ, chỉ có thần đình tồn tại, với khứu giác nhạy cảm của đại tôn, làm sao có thể đoán được cánh cửa trong đó. Lần này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều đại biến, một số đại chúa tể nhìn về phía thiên hà nguyên linh, Cát Tổ Tân càng tái nhợt, hai đấm siết chặt, ngón tay mơ hồ trắng bệch, hắn tự xưng là thiên kiêu, cho đến bây giờ không bước vào đại tôn cũng chỉ là cơ duyên chưa tới, đến kỷ nguyên tiếp theo tất nhiên sẽ là người đầu tiên trở thành đại tôn. Trở thành một trong những nhà lãnh đạo dẫn dắt thần đình, có thể chờ đợi lại là kết thúc như hiến tế. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, trong mắt dâng lên máu tươi giận dữ, trường kích trong tay trong hư không trăng tròn, chỉ thẳng vào bầu trời phía trên, trong phút chốc liền đâm ra một lỗ thủng, giống như cầu vồng dài xuyên nhật, thánh quang cuồn cuộn, không đợi hắn lao ra cao nhất thiên nguyên cảnh, đã làm cho một hàng rào vững chắc, chặn đường đi của các tổ tân. Kinh ngạc nhìn vào rào cản xuất hiện này, đồng tử Cát Tổ Tân rung lên, đại chúa tể còn lại ngẩng đầu nhìn lại, cũng trong nháy mắt hiểu được rất nhiều, một số đại chúa tể còn hoài nghi không nhịn được run rẩy, đây là đem bọn hắn bị mắc kẹt ở đây, coi như muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không có thể. Chư vị đều là trâu dê chờ làm thịt, có thể chạy trốn đi đâu. Một lát sau, Thái Nguyên đại chúa tể bình tĩnh mở miệng, hắn mặt không chút thay đổi, chán lại là gân xanh nổi lên, đè nén tức giận ngập trời. Mọi người á khẩu không nói nên lời, tâm thần kịch chấn động, đã không biết nói gì nữa, thánh đồ tất cả đều tan vỡ, bọn hắn coi như có thể chạy trốn khỏi nơi này, làm sao có thể sống sót. Thời điểm này, mọi người đều thay đổi sắc mặt, một số người lại biến dạng và dữ tợn, bọn hắn từng vô cùng tin tưởng, chúa tể sẽ đưa bọn hắn đến kỷ nguyên mới, vì vậy ở đây trêu chọc xem thiên địa tan vỡ, vô số nguyên cảnh diệt vong, không ngờ kết quả lại, chính mình trở thành nhân vật hề. Thái Nguyên đại chúa tể nói không sai, bọn hắn chính là vật nuôi chờ làm thịt. Đón nhận ánh mắt thăng hoa của rất nhiều đại chúa tể, thiên hà nguyên linh ngược lại bình tĩnh lại, mặt không chút thay đổi nói, cái này thiên địa, không ai có thể sống sót, coi như là đại tôn cũng phải được che chở, với thực lực của các ngươi, không đáng kể đi đâu cũng không có thể sống sót, để cho các ngươi ở lại nơi này, so với những người khác có thể sống lâu hơn, dù sao cuối cùng cũng có một cái chết, cần gì phải rối rắm vì sao mà chết. Đồ hỗn trướng. Một vị đại chúa tể nổi giận, đảo mắt xuất thủ với thiên hà nguyên linh, bất chấp sự khác biệt về thực lực giữa hai bên, nhưng vẫn chưa đến gần thân thể kia đã rơi xuống nặng nề, toàn thân xương cốt bị nứt, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Cảnh tượng này làm đau lòng mọi người sâu sắc, từng bóng người bạo phát, mọi người không quan tâm đến bất cứ điều gì, xông lên phía trước, ngửa mặt lên trời giống giận.
Thiên Hà Nguyên Linh lạnh mặt, vươn tay nhẹ nhàng tại hư không, lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn không phải những người chỉ nắm giữ đại chúa tể tự trương có thể chống lại, chỉ trong nháy mắt đã lần lượt rút lui, rơi xuống đất, máu nhuộm đỏ một mảng lớn hư không. Thế nào? Ngay cả khi các ngươi rời đi, chỉ có một cái chết. Các ngươi ai có thể sống sót? Nàng gầm gừ, mặt lạnh, không hiểu những người này nghĩ gì. Vù! Phía sau, lại là một bóng dáng lướt lên, so với tất cả đại chúa tể trước đó còn mạnh hơn không ít, lực lượng kinh người nổi lên biến động kịch liệt, một đạo trường thương xé rách hư không trực tiếp đến Thiên Hà Nguyên Linh. Phanh! Thiên Hà Nguyên Linh bốn phía, khí lực đại tôn như hỏa diễm khởi động, lập tức cuốn lấy trường thương đâm tới, Cát Tổ Tân kêu lên một tiếng đau đớn, miệng sùi bọt mực, lảo đảo hướng về sau rút lui, không phải là kẻ thù một hiệp của Thiên Hà Nguyên Linh. Một đám người không biết sống chết, hoàn toàn quên mất lúc trước Ngân Thiên Tử xuất thủ, là ai giúp các ngươi giải vây sao? Thấy người xuất thủ chính là Cát Tổ Tân, Thiên Hà Nguyên Linh tức giận bốc lên, tức giận gầm lên, đại chúa tể còn lại còn chưa tính, chế tài viện đệ nhất nhân thế nhưng cũng thái độ như vậy, làm cho nàng tức giận không thể thao. Người chỉ là đạo khí của Chí Tôn, coi như có mạnh đến đâu, cũng không phải người khác, tự nhiên không hiểu được ý tưởng của bọn hắn trong nội tâm. Trung kết thánh chủ lạnh lùng mở miệng, vừa rồi khi những đại chúa tể này xuất thủ, hắn cũng không có chút ngăn trở nào. Bên ngoài thiên nguyên cảnh tối cao, Tiêu Viêm nhìn tất cả những điều này im lặng, trung kết thánh chủ cụm từ này là rất tán thành, không từng bước trải qua kiếp nạn trở thành đại chúa tể, không thể hiểu được ý nghĩa của cụm từ này. Đạo khí chí tôn, Cơ Bác Quyên đi tới, lắp bắp mở miệng, nhìn về phía Thiên Hà Nguyên Linh ánh mắt hơi nặng nề, hắn muốn đã đến một số chuyện hắn đã trải qua. Tiêu Viêm trầm ngâm, thực lực của Thiên Hà Nguyên Linh như thế nào, hắn hơi rõ ràng một chút, ít nhất không thua kém Ngân Thiên Tử, thực lực của người kia mặc dù bây giờ đã không còn lọt vào mắt thì quan trọng, Thiên Hà Nguyên Linh là đạo khí của Chí Thiên Chí Tôn, vậy trong thần quan, có phải cũng có đạo khí riêng không? Chương 1233, nhưng cầu chết một lần. Thiên Hà Nguyên Linh mặt mày lạnh lùng, một khuôn mặt thánh khiết mà tuyệt mỹ, giờ phút này lại mang theo nụ cười lành lạnh lẽo, nghe Trung Kết Thánh Chủ nói. Con người lạnh như băng nhìn qua đại chúa tể thành thật không ít phía dưới, khóe miệng nàng nhếch lên, thanh âm lạnh lạnh vang lên giữa chí cao thiên nguyên cảnh, đã đến bây giờ, bọn hắn ôm tâm tư gì cũng không quan trọng, nếu có thể mượn phẫn nộ để cho một số người tăng cường thực lực, vậy thì không thể tốt hơn. Ngay cả người cũng vậy. Câu cuối cùng, là Trung Kết Thánh Chủ. Trung Kết Thánh Chủ im lặng, hắn muốn phản bác, nhưng không cần thiết, bởi vì Thiên Hà Nguyên Linh nói câu là sự thật. Ngay cả khi tất cả các đại chúa tể của thiên nguyên cảnh tối cao liên kết với hắn có ích lợi gì, không có một chút mối đe dọa đối với Thiên Hà Nguyên Linh, lùi lại một bước, ngay cả khi Thiên Hà Nguyên Linh nhượng bộ, bọn hắn đi cùng không đi, cũng chỉ có chết. Thánh đồ vô số sinh linh, trong nội tâm có oán khí nhiều hơn, có thể thì có ích lợi gì. Thiên Hà Nguyên Linh tiếp tục mở miệng, rắc muối lên vết thương của mọi người, chí tôn xuất quan, giới ngoại chi thiên sẽ bị phá vỡ, đại chúa tể khu vực. Ngoài cái chết còn có thể làm gì nữa? Có thể thánh chủ có lời, Chí Thiên Chí Tôn sẽ đưa thần đình qua kỷ nguyên đại kiếp lần này và đi đến kỷ nguyên mới. Trong số mọi người, vạn kiếp đại chúa tể có chút thất hồn lạc phách mở miệng, hắn từng trưởng quản hạ giới kiếp phạt, nhất niệm định nhân sinh tử, bây giờ lại đến phiên chính mình phải đối mặt với kiếp phạt cuối cùng này. Ngay sau khi nói ra, nhiều người nhìn về phía Trung Kết Thánh Chủ, đôi mắt nhấp nháy hy vọng cuối cùng. Thánh chủ! Cuộc sống của thánh chủ không nằm trong tay hắn, tuy nhiên, hắn sẽ cùng với các ngươi trở thành một phần của chí tôn lực lượng. Thiên Hà Nguyên Linh cười lạnh, nói cách khác, các ngươi sẽ trở thành bất hủ với chí tôn. Lời này vừa nói ra, hy vọng cuối cùng trong mắt mọi người lập tức tán loạn, một số đại chúa tể lung lay, thất hồn lạc phách cúi đầu không nói, chỉ trong chốc lát, bọn hắn từ có thể sống sót đến nghe nói trở thành một phần hiến tế lực lượng, nhất là lúc này căn bản không có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Chênh lệch cực lớn đả kích tâm tình không lớn, mấy vị đại chúa tể lại ôm đầu hừ hừ, ý chí đại chúa tể gần như phá vỡ. Thời gian, hầu hết đại chúa tể đã không còn ý định tái chiến, rơi vào tuyệt vọng vô tận chờ đợi sự xuất hiện của tử vong. Kiếm đấu đại chúa tể sắc mặt thay đổi, đột nhiên, hắn ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn về phía Tiêu Viêm, dùng hết sức lực hét lên, Tiêu Viêm. Xin hãy nhìn vào mặt mũi của Đông Hoàng Thái Nhất để tiêu diệt thiên nguyên cảnh tối cao. Để cho chúng ta chết thống khoái. Cùng với tâm thần đung đưa, ý chí hỗn loạn được coi là vật nuôi dâng lên chí tôn, không bằng đường đường chính chính chết. Cát Tổ Tân cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt vẫn còn ẩm dấu ức, hắn cũng ôm tâm tư giống như kiếm đấu đại chúa tể, coi như chết trong sự diệt vong của thần đình nguyên cảnh,
cũng phải tốt hơn là trở thành bước đệm của hắn, ngay cả người kia là Chí Tôn. Thương Viêm Đại Chúa Tể, Thái Nguyên Đại Chúa Tể im lặng ngẩng đầu lên, vì tất cả đều chết, không bằng chết dưới bàn tay của Tiêu Viêm, vì vậy ít nhất ý chí Đại Chúa Tể của bọn hắn sẽ không dao động. Tiêu Viêm ngẩn người, xuyên qua đám mây trùng điệp điệp, có thể nhìn thấy rõ ràng một đám Đại Chúa Tể quyết định thần sắc cùng khuôn mặt, điều này dường như không phải tức giận choáng váng mới nói. Phản ứng của mọi người nằm ngoài dự đoán của Thiên Hà Nguyên Linh, sắc mặt nàng nhất thời lạnh lùng, mang theo sự khó hiểu nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng cũng là chết, trở thành một phần của Chí Tôn lực lượng chẳng lẽ làm nhục các ngươi. Người chỉ là một đạo khí, coi như đã sớm hóa thành nhân tính, cũng không có ý chí của con người cùng tâm tư, cho nên người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Chung kết thánh chủ một lần nữa mở miệng, lặp đi lặp lại những gì đã nói trước đó, ngay sau đó, hắn xuất thủ mạnh mẽ, nhắm vào bầu trời phía trên, đại tôn khí lực như uyên như biển, phá vỡ bầu trời, đồng thời, cũng sẽ xông lên hàng rào vỡ vụn, làm cho một khoảng cách chỉ có thể chứa một người đi qua. Tiêu Viêm, xuất thủ. Chung kết thánh chủ ngửa mặt lên trời thét dài, hắn vốn đã nản lòng thoái chí, chờ đợi trở thành vật hiến tế trong mắt Chí Tôn, có thể thể hiện sự xuất hiện của Tiêu Viêm, khiến trái tim yên lặng của hắn nhất thời bùng cháy như hỏa diễm, bằng mọi giá cũng phải đổi một phương pháp chết. Một đám đại chúa tể cũng đồng loạt hét lên, chút giận trong nội tâm, bọn hắn là đại chúa tể, làm sao có thể chết như súc vật. Cho dù chết, cũng phải chết trong quyết chiến đường đường chính chính. Sắc mặt Thiên Hà Nguyên Linh đột nhiên thay đổi. Nàng không thể hiểu được những người này đang nghĩ gì, thà chết trong tay còn hơn là trở thành một phần của Chí Tôn lực lượng. Tiên bối, Cơ Bác Uyên nhìn về phía Tiêu Viêm, phản ứng của mọi người khiến hắn có chút xúc động. Tiêu Viêm không có biểu hiện, thoáng qua bóng tối xa xôi, thần quan biến động mạnh mẽ hơn, lực lượng đáng kinh ngạc đang đến và dường như cũng nhận thấy những thay đổi đã đạt đến thiên nguyên cảnh tối cao. Hư! Tiêu Viêm tiến lên một bước, hỗn độn khí bốc lên trong lòng bàn tay. Lực lượng gần như làm cho bóng tối quanh người một lần nữa tan vỡ, hắn không chút do dự xuất thủ, bộ tứ vực sâu hắc ám rung lắc phập phồng, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm dọc theo khoảng trống do chung kết thánh chủ mở ra tràn vào thiên nguyên cảnh cao nhất, dễ dàng như bàn tay nghiền nát. Con người Cơ Bác Uyên giằng co, lần này lực lượng dường như chỉ là vô tình xuất thủ, nhưng đã có thể sánh ngang với một đòn mạnh nhất của Tiêu Viêm khi hắn vừa xuất hiện từ thế giới mới vực sâu, thực lực của Tiêu tiền bối quả thật đáng sợ. Dường như đã cùng Chí Tôn tương kém không kém bao nhiêu. Thiên Hà Nguyên Linh sắc mặt âm trầm, khuôn mặt thánh khiết như ngọc khó coi đến cực điểm, lực lượng nghiền nát hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, cùng nàng đã không phải là một tầng lớp, thậm chí vô hạn tiếp cận Chí Tôn, ngay cả khi chính mình liều mạng, sợ rằng không thể chống lại. Nhìn rõ biểu cảm của Thiên Hà Nguyên Linh, chung kết thánh chủ ngạo nghễ cười, hắn chắp hai tay sau lưng, chờ đợi nguyên cảnh bị diệt, thực lực của Tiêu Viêm quả nhiên tăng lên rất nhiều. Chính mình ở vạn giới trung ương lẽ ra phải chết, sống đến bây giờ, cũng thấy được đại tôn huy hoàng, đủ rồi. Phần còn lại của đại chúa tể đồng dạng không sợ hãi, một số thậm chí còn lộ ra một cái nhìn điên rồ, nghĩ rằng chính mình sẽ chết trong sự sụp đổ của nguyên cảnh thay vì trở thành một con cừu hiến tế, ý chí đại chúa tể là an toàn hơn nhiều. Thiên Hà Nguyên Linh sắc mặt âm trầm như nước, hai tay nàng run rẩy, không còn nửa phần chần chừ, sẽ xuất thủ. Sử dụng thần đình một kỷ nguyên từ đó đến nay đã lấy được lực lượng. Ầm ầm, dường như có một cú sốc thầm lặng quét qua thánh đồ, Tiêu Viêm ánh mắt nhấp nháy, vừa nhìn về phía thần quan, Cơ Bác Uyên thanh âm vội vàng vang lên, thần quan bị vỡ. Chương 1234, Chí Tôn xuất quan. Thần quan mở ra, nhưng cách mở ra phù hợp hơn với hai chữ vỡ mà Cơ Bác Uyên nói, sâu thẳm trong bóng tối vô tận, ẩn sâu trong một mảnh thần quan mà người bình thường không thể chạm tới. Giống như một vỏ trứng khổng lồ, ầm ầm tan vỡ, thời điểm này, thiên địa chấn động, vô số hư không vỡ vỡ làm rung động, không thể tưởng tượng được lực lượng trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi, khiến cho mọi người còn sót lại tâm thần chấn động kịch liệt. Hưu, giống như xuống ngựa, trong nháy mắt khi Cơ Bác Uyên kết thúc, lực lượng vô hình lan rộng, từ tay Tiêu Viêm, từ khoảng cách thiên nguyên cảnh tối cao xuyên qua lực lượng trong phút chốc tan vỡ. Thiên Hà Nguyên Linh muốn xuất thủ hơi sừng sốt. Khuôn mặt tuyệt mỹ chợt vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, nhìn thấu vô số thiên vực vỡ vụn, nhìn thẳng vào thần quan vỡ như vỏ trứng sâu trong bóng tối, nơi, một đạo cực kỳ kinh ngạc đáng sợ lực lượng đột ngột xuất hiện. Khoảnh khắc lực lượng hiện lên, thiên địa giống như bị giam cầm, bóng tối vô tận vang lên, ngay cả khi đã tan vỡ, nhưng vẫn rung động, giống như muốn thần phục người này, thiên nguyên cảnh trí cao càng không ngừng run rẩy, giống như đang nghênh đón sự tồn tại thực sự tối cao.
Bắc Hoang, bên ngoài ranh giới tín ngưỡng, Bắc Minh Nguyên cùng Tiêu Thiên Dạ ánh mắt ngưng trọng, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm đã đến cực điểm, lực lượng lan tỏa sâu sắc như uyên, vượt xa đỉnh phong mà bọn hắn có thể chạm tới, đó chính là lực lượng của Chí Tôn. Trong giới tín ngưỡng, Tự Huyền Mệnh ánh mắt nhấp nháy, dưới thân hắn, Tự Châu Thành cùng Súng Ngô Sơn tự như một thể, vô số đệ tử lần lượt ngồi xuống, lấy Tự Huyền Mệnh kim tượng của Tự Châu Thành trung ương làm trung tâm, nhìn từ trên cao, những người này bố trí thành một đại trận cực kỳ huyền diệu. Trên Súng Ngô Sơn, từng hoàng vu bước ra từ Thanh Minh Đài, bọn hắn đứng trên ngọn núi, lấy yêu vu làm trung tâm, cũng bố trí thành một đại trận đồng dạng, trong phút chốc, hai cổ phiếu lực lượng hợp nhất, lại cùng Tự Huyền Mệnh kết nối, làm cho một tam giác đại trận kiên cố, đem tất cả sự ăn mòn bóng tối đánh trúng bên ngoài. Trên Quy Linh Nguyên, Dương Thịnh Kinh cùng Tự Sinh Nguyên phải đối mặt với áp lực tăng vọt, số lượng ma thần từ trong bóng tối tăng lên rất nhiều, hai người nhận ra không đúng, không thể cố ý giữ gìn nữa, một cây cổ thụ trong bóng tối lay động mà lên, giống như chống đỡ đầy sao, giữa những ngôi sao đầy trời, giống như có ngôi sao vô tận rơi xuống, cùng với tín ngưỡng chi lực trong tay Tự Sinh Nguyên trùng hợp, trực tiếp xóa sạch rất nhiều ma thần xông tới. Chí Tôn, hiện thân rồi. Tự Sinh Nguyên liếc nhìn về phía xa, tâm thần chấn động mạnh mẽ, ngay cả ở đây, hắn cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, mà hắn chưa từng thấy trong đời này. Chỉ có một, Dương Thịnh Kinh âm thầm lẩm bẩm, cau mày như đang suy nghĩ cái gì, chợt sắc mặt hơi chậm lại, không phải tám vị Chí Tôn đồng loạt ra là tốt rồi. Đến đây, Cơ Bác Uyên sắc mặt nặng nề, ánh mắt lóe lên, đối thủ thực sự đã xuất hiện, mặc dù chỉ có một vị, nhưng đủ để gây sốc thiên địa. Tiêu Viêm thản nhiên gật đầu, vỗ vỗ tay, ánh mắt liếc qua thiên nguyên cảnh tối cao, hắn nhìn rõ ràng đã đến trên mặt chung kết thánh chủ hiện lên nhợt nhạt, người kia cũng nhận ra đã đến thần quan thay đổi, số phận của bọn hắn dường như đã định trước, không thoát khỏi con đường hiến tế. Đoán xem, người cảm thấy sẽ là ai? Tiêu Viêm nhìn về phía Cơ Bác Uyên, bất ngờ người kia bất ngờ nói ra câu này. Đoán một chút. Cơ Bác Uyên bối hoành hành, chợt cười khổ nói, cái này làm sao có thể đoán được, khi bọn hắn xuất thủ ta vẫn chỉ là một đứa bé, chưa từng thấy qua, luôn luôn nghe nói qua. Tiêu Viêm mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, Chí Tôn bước ra từ thần quan dường như đang thích nghi với lực lượng mới, chậm chạp không xuất thủ, so với trước đó 5 lần 7 lượt xuất thủ với một sợi hóa thân, lần này là lấy thân phận Chí Tôn thật sự trở lại giới ngoại chi thiên, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không cần phải nói. Cơ Bác Uyên nhẹ nhàng trầm ngâm, liếc nhìn thiên nguyên cảnh tối cao bên dưới, một số không chắc chắn nói, Chí Thiên Chí Tôn. Tiêu Viêm gật đầu, chính là hắn, người chúa tể của kỷ nguyên này. Ngươi là làm sao đoán được? Tiêu Viêm nhìn về phía Cơ Bác Uyên, người kia bất đắc dĩ cười, chỉ vào bên dưới, nhìn phản ứng của đạo khí Chí Tôn, đoán lung tung. Tiêu Viêm cười khẽ, trong khoảnh khắc thần quan tan vỡ, thiên hà nguyên linh đã thể hiện thái độ cực kỳ phấn khích. Cùng với người nữ nhân khéo léo và yên bình mà hắn ta nhìn thấy khi đối mặt với người nữ nhân thánh thiện của Ngân Thiên Tử hoàn toàn khác nhau. Người chồng không phải rất lo lắng. Cơ Bác Uyên không nhịn được mà lên tiếng, hắn từng nói cho Tiêu Viêm xem kia là kết thúc như thế nào, mặc dù Tiêu Viêm không tin, hiện tại Chí Tôn xuất hiện, cũng nên có một chút căng thẳng, nhưng bây giờ nhìn rất thoải mái. Tại sao phải căng thẳng, tình hình ngày nay, ta đã chờ đợi quá lâu, hơn nữa, người không phải nói. Ngay cả khi chết cuối cùng, cũng có thể kéo một Chí Tôn đệm lưng. Tiêu Viêm cười khẽ, ánh mắt lại giống như một con rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào thần quan tan vỡ. Thấy vậy, Cơ Bác Uyên lặng lẽ gật đầu, có tâm lý này, ngược lại là tốt. Chí cao thiên nguyên cảnh, rất nhiều đại chúa tể nhắm mắt chờ chết cũng dần dần hồi tưởng lại, thấy lực lượng chậm chạp chưa từng hạ xuống, đều là mở mắt. Cái nhìn đầu tiên là nhìn đến sắc mặt nhợt nhạt của chung kết thánh chủ. Sau đó là sắc mặt vui mừng như điên của thiên hà nguyên linh, cảnh tượng này, khiến trái tim mọi người nhất thời chìm xuống đáy, bọn hắn không thể nhận ra sự thay đổi cuối thần quan, nhưng từ sắc mặt của hai người, lại có thể nhìn thấy rõ ràng, ầm ầm. Đột nhiên, vỡ tan như có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tan vỡ, ngay sau đó, bóng tối cuối cùng di chuyển, vô tận hư không sụp đổ, trước mặt nó giống như một băng nhanh chóng tan rã. Chỉ trong một khoảnh khắc, một bóng tối xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm cùng Cơ Bác Uyên. Đây là một người nam nhân có khuôn mặt cực kỳ bình thường, đặt trong đám đông căn bản không thể nhận ra, thân hình cũng không tính là cao lớn, chỉ có một đôi mắt có ánh sáng rực rỡ kinh người, tựa như vực sâu không nhìn thấy đáy, chôn vùi thứ gì đó khiến người ta không thể nhìn thấu, cả người nhìn như bình thường, nhưng lại có một khí thế của chúa tể thiên địa, đứng trước mặt hắn, khí khái của Tiêu Viêm cùng Cơ Bác Uyên đều không khỏi ngắn hơn một điểm.
đây là bộ mặt thật của ngươi. Tiêu Viêm ngước mắt lên, chủ động mở miệng, giọng điệu rất bình thường nhìn thấy Chí Tôn, đều là bóng dáng mơ hồ vĩ đại, bây giờ nhìn lại, chỉ từ thân hình mà nói, cùng người bình thường cũng không khác nhau. Không chỉ là bộ mặt thật, mà còn là thực lực thực sự. Người nam nhân mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh quá mức, không có chút kinh ngạc về thực lực của Tiêu Viêm, ngươi có thể gọi ta là Chí Thiên. Chương 1235, bắt đầu. Thái độ của Chí Thiên Chí Tôn khiến Tiêu Viêm hơi giật mình, nhưng không cảm thấy biến động nào, im lặng một chút, Tiêu Viêm khẽ cười nói, lấy chân thân hiện ra phía sau, thái độ lại tốt hơn nhiều như vậy, ta nghĩ Chí Tôn đều là hạng người cực kỳ kiêu căng. Chí Thiên Chí Tôn chỉ cười nhạt, ánh mắt lơ đãng liếc về phía xa, lại nhìn về phía Tiêu Viêm, bình tĩnh nói, đó là bởi vì ta coi ngươi là đối thủ cùng đẳng cấp, Tiêu Viêm, thực lực của ngươi thật sự phát triển nhanh, không thể không nói, đã cùng Chí Tôn có một trận chiến. Nhưng, hắn vừa chuyển lời, Chí Tôn trong thần quan, đều từng là nhân vật như ngươi, đối với việc tăng cường thực lực của ngươi, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại xem ra, cũng là trong phát hiện sớm của chúng ta. Các ngươi thực sự là một đối thủ khó chơi. Tiêu Viêm gật đầu, loại đối thủ này đáng sợ nhất, bởi vì hắn hiện nay đối mặt, những người này cũng từng trải qua, giống như cùng một chính mình giao thủ, tự nhiên biết phải đối phó như thế nào. Tại sao chỉ có một người người đi ra, hắn Chí Tôn của nó. Tiêu Viêm nhìn về phía cuối bóng tối, từ Chí Thiên Chí Tôn hiện nay phía sau, không có động tĩnh ở đó. Ngươi muốn hủy hoại thần đình của ta chỉ có thể bị buộc phải xuất hiện. Chí Thiên cười nhạt và không bực bội, đừng ngại nói cho người biết, thực lực của ta, vẫn chưa hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, đây là tin tốt cho ngươi. Tiêu Viêm híp mắt lại, chợt cười cười, quả nhiên là như vậy, xem ra chúng ta đoán đúng. Nghe vậy, Chí Thiên khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Thanh Đồ, mơ hồ đã hiểu được điều gì đó, hắn im lặng cười, ngươi thật sự thông minh, điều này cũng giống như Thái Sơ Chí Tôn, biết mục đích của ta để lại thần đình. Nói xong, giọng nói của hắn đột nhiên lạnh lẽo, ta đang ở đây ngay bây giờ, Tiêu Viêm, ngươi có thể thử xem có thể hủy thần đình trước mặt ta hay không? Điều này không nghi ngờ gì nữa là một loại tuyên chiến, lời này vừa nói ra, khí thế của mảnh thiên địa này nhất thời biến đổi, phía dưới chí cao thiên nguyên cảnh cũng chấn động kịch liệt, thánh quang vốn ảm đạm càng thêm không chịu nổi, gần như bị bóng tối làm cho hủy diệt, cơ bắc quyên mặt mày trầm xuống. Lực lượng trong cơ thể đã âm thầm lưu chuyển, hắn cùng Tiêu Viêm liên thủ, rất tự tin có thể cùng nhau đánh một trận, mặc dù đối phương là Chí Tôn. Tiêu Viêm cười, dưới ánh mắt sâu sắc như uyên của Chí Thiên Chí Tôn, hắn khẽ gật đầu, được. Ầm ầm. Trong nháy mắt khi dứt lời, Tiêu Viêm đã xuất thủ từ lâu, lực đạo trong lòng bàn tay trong suốt lấp lánh, một lượng lớn hỗn độn khí đã hóa thành một dòng sông dài, giống như từ thời xa xưa. Thể hiện khí thế càn quét vạn giới giữa vùng thiên địa tan vỡ này, hướng tới thiên nguyên cảnh tối cao, thánh quang ảm đạm vào thời khắc này toàn bộ bị tiêu diệt, chung kết thánh chủ toàn lực mới có thể mở ra khoảng trống, hỗn trường hào hùng còn chưa tới, hàng rào nặng nề đã vỡ vụn, thiên địa vào thời khắc này dường như muốn lật đổ. Chí Thiên ánh mắt đại thịnh, năm ngón tay mở ra, thiên địa tan vỡ trong tay của nó thay đổi, trên thiên nguyên cảnh cao, hiện ra một vực sâu xoắn nặng nề, tất cả các hỗn độn vào. Tất cả các lực lượng rực rỡ và rực rỡ tiêu tan trong nháy mắt. Tiêu Viêm nhíu mày, trong nội tâm thở dài một tiếng, quả nhiên như vậy, Chí Thiên Chí Tôn chính là người chúa tể của kỷ nguyên này, trong một ý niệm có thể hóa giải vạn vật, ngay cả khi thực lực của đối phương còn chưa hoàn toàn khôi phục, chính mình muốn thực sự thắng hắn, khó khăn có thể không nhỏ. Thấy Tiêu Viêm lại muốn vung quyền, Chí Thiên Chí Tôn sắc mặt bất động, mặc cho Tiêu Viêm thi triển tuyệt thế sát phạt thuật. Trước mặt hắn, cũng khó có thể lay động thần đình chút nào, mà hắn cũng vừa vặn mượn cơ hội này hoàn toàn quen thuộc với Chí Tôn lực lượng. Đánh nhau rồi. Bắc Minh Nguyên trong nội tâm chấn động, sắp đi theo hướng Thánh Đồ, khởi nguyên chi địa xa xôi đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, Đế Hồng lần đầu tiên bước ra từ đó, hắn giống như thần minh vĩnh hằng không ngã, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, chính là chặn đường đi về phía trước của Bắc Minh Nguyên, đợi ánh mắt của mọi người nhìn lại, hắn trầm giọng nói. Không cần đi, tự chờ bọn hắn đến, chiến trường cuối cùng này, trong thế giới mới. Không xuất thủ sao? Thánh Nguyên Tử nhìn ra xa, Chí Thiên Chí Tôn hiện đang ở phía sau, những gì đã xảy ra đã không xảy ra như bọn hắn dự đoán. Hồng Mông Đại Tôn không nói gì, nhìn về phía cạnh Thánh Đồ, nơi không có động tĩnh nào được đặt ở rực rỡ. Nhân tổ đều không vội, chúng ta gấp cái gì? Hồng Mông Chí Tôn lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, cái này lão gia hỏa, luôn luôn giấu đi. Không ra chút máu, hắn còn không nỡ lấy ra.
Đột nhiên, hắn nhìn về phía bóng tối phương xa, một ánh mắt đi qua, một mảnh bóng tối lặng lẽ vặn vẹo, một tia tử khí từ đó sinh ra, xuất hiện trước mặt Hồng Mông Đại Tôn, là một đại trận khác do Trọng Đại Trận Đan Sen làm cho, cũng không biết trong đó phong ấn cái gì. Có dấu vết của Thái Thương Chí Tôn lực lượng. Thánh Nguyên Tử liếc nhìn một chút, chỉ cần nhìn thấy một chút mảy may, có vẻ như nó đến từ Thánh Huy Thiên Quốc. Thái Thương Chí Tôn thế ra. Hồng Mông Đại Tôn nhẹ nhàng gật đầu, tử khí lượn lờ, trực tiếp đem đại trận phân hủy, lộ ra là một thanh niên ngất xỉu, chính là Ti Tà Bắc. Thấy vậy, trong mắt Hồng Mông lóe lên một tia ngưng trọng, Thánh Huy Thiên Quốc cũng bị diệt. Không biết là thế hệ nào, trong sinh tử quan trọng, dùng cách này ném con cháu trong tộc về phía hư không mênh mông, tại thời điểm này, điều này có gì khác biệt? Ngươi là người chồng nguyên nhân, chính mình đi tìm quả cuối cùng đi. Thánh Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, ý bảo việc này không liên quan gì đến mình, lúc này nhặt được hậu bối của một Thánh Huy Thiên Quốc Chí Tôn thế gia cũng thật sự không có việc gì tìm việc, Đại Tôn còn sống chết không rõ, nào còn để ý đến thanh niên này. Nếu đã gặp nhau, thì chính là hữu duyên. Hồng Mông Đại Tôn không nói nhiều, trực tiếp lấy Hồng Mông Tử khí bọc nó lại, không để cho thiên địa ở khắp mọi nơi vô hình lực lượng xóa nó, sau đó đưa vào Hồng Mông thế giới. Thấy vậy, Thánh Nguyên Tử không còn nói chuyện nữa, nhìn về phía thiên nguyên cảnh tối cao, tấn công của Tiêu Viêm mặc dù mãnh liệt và mạnh mẽ, nhưng trước mặt Chí Thiên Chí Tôn, căn bản không thể trung bình đến cao thiên nguyên cảnh, tất cả các cuộc tấn công sẽ bị bóp méo bởi vực sâu thôn. Một vài cú đấm, tất cả đều không có kết quả. Tiêu Viêm trông không thay đổi, nhưng đột nhiên nhìn về phía Chí Thiên Chí Tôn, một lần nữa nắm đấm. Ngu xuẩn mất khôn. Chí Thiên Chí Tôn phun ra bốn chữ. Thực lực của Tiêu Viêm, hắn đã nhìn thấu rất nhiều, mà thời gian này, hắn đối với thực lực của mình cũng hoàn toàn quen thuộc. Nhất lực phá vạn pháp. Tiêu Viêm cười khẩy, giơ tay ra, nhưng không đập vào thiên nguyên cảnh tối cao, nhưng tấn công Chí Thiên Chí Tôn. Tập mới đến đây là kết thúc, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo. Xin like cho có tinh thần, thêm một đăng ký, muôn phần cảm ơn.